Thưa quý vị, sự việc tiêm nhận vaccine COVID-19 cho 18 trẻ ở quốc oai Hà Nội vẫn đang là mối quan tâm của dư luận, nhất là gia đình có con nhỏ. Theo các chuyên gia đã có những sai sót trong quy trình tiêm chủng nên dẫn đến sự nhầm lẫn nghiêm trọng như vậy. Câu chuyện không nằm ở phạm vi liên quan đến 18 gia đình mà nó còn là cả một quy trình tiêm chủng của hệ thống tiêm chủng mở rộng quốc gia. Và sau vụ việc lần này thì chắc chắn rằng là quy trình tiêm chủng phải được chấn chỉnh lại vậy những chấn chỉnh cụ thể ở đây là gì và chúng ta sẽ khắc phục những lỗ hổng nào trong tiêm chủng đó là nội dung của chuyện tối nay của chúng tôi với phần trò chuyện của biên tập viên Nguyễn Hạnh và khách mời là tiến sĩ Nguyễn Công Luật, phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia Viện vệ sinh dịch tễ trung ương và chúng tôi cũng xin được mời chị Nguyễn Hạnh ạ vâng cảm ơn MC Vân Trang vâng xin chào tiến sĩ Nguyễn Công Luật ờ, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình vâng về sự vụ tiêm nhầm vaccine covid 19 trong 18 trẻ ở Quốc Oai Hà Nội thì ông đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc như thế nào ạ? Trước hết xin khẳng định đây là một cái sự việc rất đáng tiếc và rất hiếm gặp. Và sự việc thì cũng cho thấy là các cán bộ y tế cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn hướng dẫn về tiêm chủng. Thế và đối với các đơn vị quản lý thì cũng cần phải tăng cường công tác tập huấn, tập huấn lại, tập huấn thường xuyên cũng như là công tác kiểm tra giám sát trong buổi tiêm chủng để nhằm đảm bảo cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng thực hiện đúng theo các quy định của Bộ Y tế. Vâng, có thể thấy đây là một vụ việc rất là nghiêm trọng bởi vì theo đánh giá của các chuyên gia thì cái sự nhầm lẫn này thì nó đã kéo dài bởi vì những 18 trẻ được tiêm cơ. Vậy thì ông có thể cho biết là trong cái quy trình tiêm chủng của chúng ta thì rõ ràng sự vụ vừa rồi nhân viên y tế đã có sai sót trong quy trình tiêm chủng. Vậy thì những sai sót có thể xảy ra ở những công đoạn nào trong cái quy trình của chúng ta? chúng ta biết là trong buổi tiêm chủng thì có rất nhiều các bước, rất nhiều các cái thao tác và cán bộ y tế cần phải thực hiện đúng theo cái hướng dẫn chuyên môn. Thế và các cái bước trong tiêm chủng để mà chúng ta thực hiện tốt, ví dụ như là chúng ta phải lập kế hoạch trước buổi tiêm chủng, chúng ta phải lên kế hoạch xem là chúng ta tiêm cho đối tượng nào, loại vaccine gì, chúng ta phân công bao nhiêu cán bộ làm những công việc gì để chúng ta tránh cái sự là trùng chéo hay là nhầm lẫn. Thế và trong buổi tiêm chủng thì trước khi tiêm chủng bao giờ trẻ cũng sẽ được khám sàng lọc và khi bác sĩ khám sàng lọc thì sẽ tư vấn cho cha mẹ trẻ hiểu được là hôm nay trẻ sẽ được tiêm loại vaccine gì để cha mẹ trẻ có thể cùng giám sát với cán bộ y tế Thế và đặc biệt là trong khi thực hiện tiêm chủng thì cán bộ y tế cần phải thực hiện công tác gọi là kiểm tra đối chiếu kiểm tra xem là đã đúng đối tượng hay chưa đối chiếu xem là đã đúng loại vaccine hay chưa và nếu mà chúng ta thực hiện đúng như vậy thì chúng ta có thể loại trừ được cái nguyên nhân có thể dẫn đến nhầm lẫn. Vâng, với cái sự vụ ở quốc oai thì cụ thể là đã có sai sót trong cái quy trình nào đây ạ? Rõ ràng là đây là chúng ta chưa tuân thủ theo hướng dẫn của bộ y tế. Đó là chúng ta từ cái khâu lập kế hoạch, chúng ta chuẩn bị vaccine. Nếu chúng ta chuẩn bị chỉ một loại vaccine thôi thì chúng ta cái nguy cơ nhầm lẫn nó cũng sẽ sẽ khó. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta tổ chức tiêm nếu chúng ta có đối chiếu thì chúng ta cũng sẽ loại trừ được cái nguy cơ có thể nhầm lẫn. Ở đây, đối ở đây đối chiếu và chúng ta là đối chiếu về đối tượng, đối chiếu về loại vaccine, đối chiếu về à, lịch tiêm để trên cơ sở đó chúng ta sẽ hạn chế được sai sót và thậm chí là chúng ta có cái sự giám sát của cả cán bộ y tế cũng như của phụ huynh nếu cha mẹ trẻ là đồng thời tham gia vào cái công tác tiêm tiêm chủng của cán bộ y tế tại địa phương thì cũng có thể góp phần hạn chế cái sai sót có thể xảy ra. Đến thời điểm này thì Sở Y tế Hà Nội động có báo cáo với các anh cũng như là Bộ Y tế về nguyên nhân của cái sự sai sót này chưa ạ? Hiện nay thì Sở Y tế Hà Nội cũng đang tích cực ra soát và tổng hợp thông tin vào cáo bộ y tế. Thế và Hiện nay thì Bộ Y tế cũng đã có những cái chỉ đạo sát sao đối với sự việc. Bên cạnh cái việc mà theo dõi sức khỏe của trẻ thì cũng đã có văn bản chỉ đạo tất cả 63 tỉnh thành phố phải tăng cường công tác tiêm chủng để đảm bảo an toàn tiêm chủng tránh cái sự việc tương tự có thể xảy ra. Vâng, rõ ràng là Sở Y tế Hà Nội có báo cáo với Bộ y tế rồi. Tại sao chúng ta lại chưa công bố nguyên nhân để chúng ta có thể rút kinh nghiệm bởi vì đây không chỉ là một cái trường hợp ở quốc oai đâu mà quy trình tiêm chủng nó lại là cái chương trình của cả quốc gia để chúng ta còn rút kinh nghiệm cho những cái địa phương khác nữa. Vâng, chắc chắn là thời gian tới thì bộ y tế sẽ có những thông tin tới báo chí để chúng ta có thể cùng chia sẻ cũng như là sẽ có những cái chỉ đạo đối với tất cả các địa phương để chúng ta cùng rút kinh nghiệm và có những cái mũi tiêm đảm bảo an toàn cho người dân. Quay trở lại với trạm y tế thì phóng viên đã có nhiều những lần đi ghi nhận ở những cái trạm y tế ở tuyến xã và được biết là ở các cái tuyến xã ở Hà Nội thì được dành riêng một cái tủ bảo quản vaccine và cái tủ này khá là chuyên dụng. <laughs> Trong cái tủ đấy thì có rất là nhiều vaccine và sinh phẩm y tế. Vậy thì chúng ta phải sắp xếp các cái sinh phẩm y tế cũng như là vaccine này ngăn nắp như thế nào và cùng với đó thì có những cái chỉ dẫn cụ thể ra sao để tránh cái sai sót như vừa rồi ạ. À, chúng ta đều biết vaccine là chế phẩm sinh học rất đặc biệt và cần phải được bảo quản theo đúng cái quy định chuyên môn. Thế và theo quy định thì tủ lạnh bảo quản vaccine chỉ được bảo quản vaccine thôi, không được bảo quản cùng với thuốc hoặc các sinh phẩm khác để tránh các trường hợp nhầm lẫn có thể xảy ra. Thế và trong một tủ lạnh thì có thể bảo quản nhiều loại vaccine cùng một thời điểm. Tuy nhiên là chúng ta nên bảo quản ở những cái khoang khác nhau hoặc chúng ta cho vào các cái hộp khác nhau và bên ngoài chúng ta có dán nhãn để chúng ta dễ dàng phân biệt à, đặc biệt là khi chúng ta lấy ra sử dụng thì chúng ta không nhầm lẫn thế và thực tế thì trên thế giới cũng đã ghi nhận những cái trường hợp nhầm lẫn do cái việc mà để lẫn giữa vaccine và sinh phẩm hay là các cái thuốc khác thế và tại việt nam chúng ta thì từ lâu nay chúng tôi cũng đã quán triệt tập huấn cho tất cả các tuyến về cái việc sử dụng tủ bảo quản vaccine đúng cách và đúng theo quy định. Có nghĩa là tủ bảo quản vaccine chỉ để bảo quản vaccine thôi, không được để lẫn với các sinh phẩm các thuốc khác. Và có như vậy thì chúng ta sẽ không xảy ra nhầm lẫn giữa vaccine và các thuốc khác. Vâng, cái tủ bảo quản vaccine nó tưởng nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Và trước đây thì chúng ta đã xảy ra một cái sự cố ở Hương Hóa Quảng trị. Tôi phải nhắc lại một lần nữa đó là ba trẻ tử vong sau khi mà bị tiêm nhầm oxytocin thay vì tiêm nhầm vaccine viêm gan B và khi đó thì nguyên nhân là tủ lạnh đã bị mất điện nghĩa cái, cái 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 điểm tiêm chủng đó bị mất điện và tủ lạnh cũng bị mất điện vậy thì chúng ta cần phải giám sát chặt như thế nào về những cái cơ sở vật chất ở những cái trạm y tế đó để không ảnh hưởng đến cái tủ bảo quản vaccine này ạ? ở đây tôi nghĩ là có mấy khía cạnh chúng ta cần phải cùng nhau chia sẻ thứ nhất đó là đối với cán bộ y tế tại các trạm y tế thì cần phải luôn à, trau dồi kiến thức thế và à, khi mà thực hiện công tác tiêm chủng thì phải thực hiện là đúng theo hướng dẫn chuyên môn chúng ta phải à, có chuẩn bị từ khi khâu lập kế hoạch tốt cho đến cái việc khi chúng ta tổ chức buổi tiêm chủng chúng ta cũng phải làm tốt à, từ khâu khám sàng lọc tư vấn cho đến khi mà thực hiện tiêm chủng phải ba tràn năm đối. Thế còn đối với tuyến quản lý thì rõ ràng là chúng ta cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm tra giám sát cả trước buổi tiêm chủng, cả trong buổi tiêm chủng để hạn chế các cái sai sót có thể xảy ra. Thế và một cái ý nữa chúng tôi cũng muốn nhấn nhủ đến các bậc phụ huynh là chúng ta cũng cần tích cực tham gia vào trong buổi tiêm chủng. khi chúng ta không chỉ thụ động đưa con đi tiêm mà chúng ta cùng tham gia với các bộ y tế trong buổi tiêm chủng. Với cái sự tham gia của các đơn vị quản lý, của cán bộ y tế tại địa phương và của người dân thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ hạn chế được đến mức thấp nhất các sai sót có thể xảy ra vâng anh vừa đòi đến nguyên tắc 3 cha 5 chiếu vậy thì anh có thể phân tích một cách cụ thể hơn về cái nguyên tắc này ạ à, khi chúng ta sử dụng vaccine thì cũng tương, tương tự như là chúng ta sử dụng thuốc tại các bệnh viện thì chúng ta cần phải tuân thủ nguyên tắc 3 cha năm đối ba cha ở đây là chúng ta kiểm tra tên của à, trẻ chúng ta kiểm tra tên của thuốc kiểm tra về cái liều lượng dùng thế còn năm à, năm đối ở đây trong tiêm chủng thì chúng tôi gọi là năm đúng nhất là chúng ta phải đúng đối tượng tức là đối tượng tiêm chẳng như là trẻ 2 tuổi là trẻ 2 tháng tuổi là trẻ 2 tháng tuổi chứ không phải là người lớn cái thứ hai chúng ta phải đúng đó là chúng ta phải đúng cái lịch tiêm chẳng như lịch tiêm của trẻ à, bắt đầu là từ 2 tháng tiêm mỗi năm trong một chẳng hạn thì đấy là lục tiêm là lúc 2 tháng chứ không được tiêm trước khi 2 tháng tuổi cái thứ ba chúng ta phải đúng đó là đúng vaccine Vắc-xin, ví dụ chúng ta tiêm vaccine năm trong một để phòng bệnh hậu quả ôn ván à, viêm gan B và hip thì là phải đúng loại vaccine đó và vaccine phải còn hạn dùng cái thứ tư chúng ta phải đúng đó là đúng à, liều lượng, chẳng những liều lượng là 0,5 ml là phải đúng 0,5 và cái thứ năm là đúng nó phải đúng đường sử dụng, chẳng những vaccine tiêm bắp là chúng ta phải đúng cái đường tiêm bắp. Thế và nếu trước khi chúng ta thực hiện mũi tiêm mà chúng ta đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc ba cha năm đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có sự nhiều lẫn. vâng, ờ, phóng viên nhận thấy là như thế này này, trong y khoa thì chúng ta vẫn có những sai sót sai sót trong ngoại khoa ví dụ như khi mà chúng ta mổ một bệnh nhân thì vẫn thấy những cái sai sót như là để quên gạc hoặc để thậm chí để quên cả kéo ở trong bụng bệnh nhân nhưng mà sai sót đó thì ảnh hưởng đến một cá nhân của bệnh nhân đấy thôi nhưng mà sai sót trong y tế dự phòng đặc biệt là tiêm chủng như là cái sự vụ tiêm nhầm cho 18 trẻ vừa rồi thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người bởi vì y tế dự phòng nó là phòng bệnh cho cả một tập thể thì khi mà sai sót y khoa thì rất là nhiều người bị liên lụy. Vậy thì chúng ta cần phải chấn chỉnh một cách nghiêm khắc như thế nào về cái quy trình tiêm chủng ạ? Trước hết tôi xin khẳng định lại, đây là sự việc đáng tiếc nhưng rất hiếm gặp. Rất hiếm gặp trên tiêm chủng. Chúng ta đã có lịch sử tiêm chủng gần 40 năm, nhưng những sự việc như thế này là hầu như không có. Mà trong khi đó hàng năm chúng ta phải cung cấp hàng chục triệu liều mũi tiêm. Cái thứ hai nữa là ngay sau khi sự việc thì Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo 63 sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Mà trong đó cụ thể là phải à, lập kế hoạch thật tốt. cụ à, thể là chúng ta tiêm cho đối tượng nào, chúng ta phân công cán bộ như thế nào, chuẩn bị vaccine ra làm sao. Thế và trong cái buổi tiêm chủng thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo quy định chuyên môn từ khâu khám sàng lọc. Chúng ta phải tư vấn cho cha mẹ hiểu về loại vaccine họ sẽ được tiêm cho con họ trong cái buổi tiêm chủng, cũng như là à, khi mà thực hiện tiêm chủng thì cán bộ y tế phải thực hiện ba cha năm đúng như tôi đã nói ở trên. Thế và với cái chỉ đạo quyết liệt của bộ y tế thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới sẽ không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra nữa. Vâng, hy vọng giờ sẽ không có những cái sự vụ đáng tiếc như vừa sở xảy ra. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Luật. Xin trở lại với MC Vân Trang ạ. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hạnh. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng tiêm chủng đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em là chuyện hệ trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của con người nên không thể chấp nhận sai sót. Do đó mà vụ tiêm nhầm cho 18 trẻ ở Hà Nội có thể xem là lời cảnh báo vô cùng nghiêm khắc để hệ thống tiêm chủng từ trên xuống dưới giả soát, siết chặt lại quy trình, bịt các lỗ hổng còn tồn tại để việc tiêm chủng trong thời gian tới trên cả nước sẽ diễn ra suôn sẻ và an toàn. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.